Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Anh Nhìn Miền Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 14 tháng 5, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất nhé. Các bạn thân mến, được giới thiệu tại sự kiện MWC 2019 thì chiếc điện thoại Nokia 3.2 giá rẻ cuối cùng cũng được chính thức bán ra tại thị trường Việt Nam. Về mặt ngoại hình thì Nokia 3.2 cũng không có quá nhiều điều khác biệt, vẫn sử dụng vỏ nhựa để cắt giảm giá thành. Tuy nhiên thì chính lớp nhựa bóng đã khiến sản phẩm dễ bám vân tay, cho nên là sẽ gây khó chịu không ít đối với một vài người dùng kỹ tính. Một điểm mới xuất hiện trên chiếc điện thoại này của Nokia đó chính là phím bấm vật lý Google Assistant nằm ở bên cạnh trái của máy. Đây là động thái đưa trợ lý ảo đến với người dùng một cách dễ dàng hơn, đặc biệt là trong thời điểm mà Google vừa hỗ trợ tiếng Việt cho cô trợ lý ảo này. Và với màn hình là 6,26 inch, độ phân giải là HD+, thì Nokia 3.2 được xếp hạng vào top các điện thoại có kích thước màn hình lớn nhất trong phân khúc giá rẻ. Về cấu hình thì Nokia 3.2 sẽ sử dụng con chip Snapdragon 429, pin là 4000 mAh, camera kép là 13 và 5 MP, cùng với tùy chọn RAM và ROM chia ra hai phiên bản khác nhau, đó là 2GB RAM và 16GB ROM, 3GB RAM và 32GB ROM. Thêm một lưu ý khác là bản 3GB RAM ở mặt lưng có thêm cảm biến vân tay, trong khi đó thì bản 2GB RAM thì không hề có. Tuy nhiên thì người dùng vẫn có thể sử dụng phương pháp bảo mật bằng gương mặt. Và Nokia 3.2 phiên bản 2GB RAM sẽ có mức giá khởi điểm là 2.990.000 đồng, và 3GB RAM thì sẽ có giá là 3.990.000 đồng. Các bạn thân mến, theo Phone Arena thì thương hiệu phụ của Redmi, của Xiaomi thì sẽ chuẩn bị ra mắt hai chiếc flagship tiếp theo của mình, đó chính là K20 và K20 Pro. Tuy nhiên thì sự khác biệt giữa hai phiên bản này sẽ là không quá lớn, và rất có thể thì một trong hai phiên bản này sẽ được bán ra với tên gọi là Pocophone F2. Redmi K20 Pro đã được rò rỉ thời gian gần đây với thông số kỹ thuật khá là chi tiết. Chúng ta sẽ có một màn hình AMOLED kích thước là 6,39 inch và được bảo vệ bởi lớp kính cường lực Gorilla Glass 6. Và điện thoại sẽ được trang bị camera với hệ thống camera chính bao gồm 48 MP, một camera góc siêu rộng 8 MP và một camera tele là 16 MP. Thay vì một Note thì K20 Pro của chúng ta sẽ được sử dụng camera selfie dạng pop-up 20 MP. Sử dụng pin sẽ là 4000 mAh và sẽ được trang bị sạc nhanh 27W. Với phiên bản Pro thì chúng ta sẽ có chipset là Snapdragon 855. Trong khi đó với phiên bản thường thì chúng ta sẽ có con chip là 700 series và có thể sẽ là 730. Và chúng ta vẫn chưa biết chắc chắn rằng là Pocophone F2 sẽ là ai trong hai chiếc điện thoại kể trên. Với các phiên bản thì chúng ta sẽ có các phiên bản RAM là 6 hoặc là 8GB. Rồi ROM thì chúng ta sẽ có là 64, 128 và 256. Chúng ta sẽ có các lựa chọn màu sắc bao gồm là Carbon Fiber Black, Cassia Blue và Flame Red. Các bạn thân mến, bản Android Q Beta đầu tiên chỉ mới được phát hành gần đây và các toàn bộ tính năng mới mà nó sẽ mang đến còn lâu mới có sẵn cho người dùng của chúng ta. Tuy nhiên thì các nhà phát triển đã đào sâu vào mã lập trình bên trong và phát hiện ra những gì mà Google sắp triển khai. Tạm thời là đã có tính năng thích nghi giấc ngủ để đưa bạn vào giấc ngủ ngon hơn, tính năng tiết kiệm pin tiên tiến và tính năng phát hiện tai nạn giao thông, gọi cứu hộ trong trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên thì với những game thủ thì tính năng đáng chú ý nhất chính là Android Q đã biết lúc nào cần bổ sung sức mạnh phần cứng, lúc nào cần giảm nhẹ để giải phóng nhiệt năng, thay vì là cứ cố gắng gồng gánh một lượng thông tin đồ sộ trong những tựa game nặng. Về cơ bản thì với API sẽ thu thập dữ liệu về hiệu suất bộ xử lý và gắn nó vào trong trò chơi trong thời gian thực. Từ đó trở đi mà trò chơi có thể sử dụng thông tin đó để tự động điều chỉnh cài đặt và tối ưu hóa hiệu suất. Nói cách khác thì nếu bạn đang có một trò chơi trên một smartphone thông thường yêu cầu hiệu suất phần cứng tối đa như kiểu là PUBG Mobile thì sẽ có những giai đoạn không cần thiết phải hiển thị quá đầy đủ những cái chi tiết như là lúc ở sảnh chờ hoặc là lúc load đồ lẻ. Nhà phát triển có thể cài mã trong trò chơi đó nhằm tự động giảm độ phân giải và xóa bớt chi tiết thừa đi. Bạn sẽ không cần phải tự đặt đồ họa ở mức thấp và cam chịu những chi tiết xấu trong toàn bộ thời gian chơi chỉ vì máy bạn thường xuyên nóng lên nhanh chóng. Ngoài ra thì phương pháp này còn có thể sử dụng cho các ứng dụng khác ngoài trò chơi, chẳng hạn như là ứng dụng thực tế tăng cường. Và với API thì hiện chỉ hoạt động trên các điện thoại Pixel từ Pixel 2 trở lên, nhưng thông cáo cho biết thì Google sẽ nỗ lực để làm cho nó tương thích với các điện thoại Android khác của các nhà sản xuất. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của tạp chí Anh Nhìn Việt Nam, và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiểu đóng góp nào thì hãy đặt thành nhiều phía dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.